Sau bốn lượt trận cục diện bảng H của Cúp C1 châu Âu đã dần ngã ngũ khi lúc này với 12 điểm có được Juventus đã chính thức có được tấm vé đầu tiên vào vòng knockout, trong khi tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Chelsea và Zenit Saint Petersburg khi mà đại diện nước Anh đang có 9 điểm, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng còn đại diện nước Nga đứng thứ ba với 3 điểm. Tuy vậy thì đến lượt đấu cuối tới đây khả năng cao thì chủ nhân của tấm vé còn lại sẽ được xác định, bởi lẽ chỉ cần hòa trong cuộc đụng độ với đội đầu bảng Juventus, Chelsea sẽ ghi danh cho vị trí đó mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu giữa Zenit và Manmo. Thực tế thì với khả năng của mình, thầy trò huấn viên Thomas Tuchel sẽ không chỉ hướng đến một kết quả hòa ở trận đấu này. Lúc này ngoài chuyên môn được đánh giá nhỉnh hơn, Chelsea cũng đang duy trì được phong độ ổn định với mạch trận bất bại 9 trận liên tiếp, trong đó có tới 7 chiến thắng. Đã thế ở trận tới họ còn được chơi tại Stamford Bridge, nơi mà đã ghi nhận 4 chiến thắng và chỉ một trận hòa ở 5 trận gần đây trên mọi đấu trường. Riêng tại sân chơi C1 châu Âu, họ cũng thắng 3 trận gần nhất nên độ tin cậy lại càng lớn hơn. Về phía đối diện, Juventus ở hiện tại cũng đang duy trì phong độ tốt với 3 chiến thắng liên tiếp. Riêng trên sân khách cũng là những kết quả gây ấn tựa khi thắng tới năm và chỉ thua một ở bài trận gần đây, trong đó bao gồm cả chiến thắng trước hai đối thủ còn lại của vòng bảng của đấu trường C1 năm nay. Điều đó cho thấy đây chắc chắn sẽ không phải là đối thủ dễ chịu cho Chelsea ở trận đấu này. Mặc dù vậy thì với những điều kiện đang có, đại diện nước Anh vẫn đang chiếm ưu thế lớn hơn. Bên cạnh đó còn là việc mới đây cái tên quan trọng ở tuyến giữa là Canté đã trở lại sau thời gian dài chấn thương. Nên nếu đây chính là nhân tố chủ lực cho danh hiệu vô địch C1 châu Âu mùa trước của Chelsea, ngay nhờ lượt đi vừa rồi việc không có cầu thủ người Pháp đã khiến họ gặp khó. Chính vì sự trở lại ấy mà niềm tin cần được củng cố cho The Blues. Chính vì sự trở lại ấy mà niềm tin cần được củng cố cho The Blues. Trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái cũng dành sự ủng hộ cho họ khi xếp kèo chấp đến tới 3 phần tư. Ở lượt đi Chelsea đã chấp 1 phần tư trên đất Italia. Chính vì vậy mà việc chấp như vậy ở lượt về tới đây cũng cho thấy sự bổ sung những yếu tố ủng hộ cần thiết. Vì vậy mà đây xứng đáng là mã đầu tư đáng tin cậy ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng mức kèo 2 một phần hai mà nhà cái đưa ra trên thị trường đã bị đánh giá là không cao so với sức tấn công sẵn có của hai đội. Thực tế thì đây cũng là điều dễ hiểu bởi tính chất đối đầu giữa hai đối thủ mạnh sẽ khó để bản cởi mở diễn ra chưa kể là cả hai cũng được đánh giá cao trong việc phòng ngự chính vì vậy mốc giới được xem như lựa chọn an toàn hơn trong trường hợp này